Hồ Ngọc Hà gửi con cho nhà nội chăm sóc để đi làm, nhỏ tim khi thấy bức tranh Lisa vẽ tặng vì nhớ mẹ. Mới đây, Hồ Ngọc Hà chia sẻ lên Instagram bức tranh do con gái Lisa vẽ tặng. Dù bức tranh khá đơn giản, chỉ là một trái tim đỏ bên cạnh viết chữ Hà và Lisa nhưng vẫn khiến nữ ca sĩ vô cùng xúc động. Được biết, Lisa, Leon và Kim Lý đang ở quê nội Thụy Điển để tận hưởng kỳ nghỉ hè. Riêng Hồ Ngọc Hà về nước để làm việc. Hồ Ngọc Hà bộc bạch, Lisa nhớ mẹ, tối nào đi ngủ cũng đòi mẹ, muốn hôn và ôm mẹ. Mẹ nghe mà nhẫu hết cả tim vì mẹ cũng nhớ các em bé bỏng của mẹ. Lisa ngồi vẽ hình tặng mẹ, không biết được sự trợ giúp của ai mà đẹp quá. Em bắt ba kim chụp gửi cho mẹ. Hồ Ngọc Hà khoe bức tranh do con gái vẽ tặng. Lisa và Leon hiện ở quê nội Thụy Điển với bố. Trước đó, Hồ Ngọc Hà hạnh phúc khoe cảnh ái nữ Lisa biết phụ ông bà nội trỗi ly. Bé còn ngọt ngào hứa hẹn khi về Việt Nam sẽ phụ giúp bà ngoại, kêu mẹ mua cho mình một chiếc ghế để đứng cao hơn, dễ rửa bát trong bồn. Lisa mới 4 tuổi đã biết phụ làm việc nhà. Ba mẹ Kim Lý hiện sống ở Thụy Điển, mỗi năm đều tranh thủ thời gian để ở bên hai cháu. Hồ Ngọc Hà và Kim Lý đưa các con đi du lịch châu Âu từ đầu tháng 7. Chuyến đi còn có con riêng của nữ ca sĩ là Sue Bell. Ngoài đi chơi, gia đình giọng ca xin hãy thứ tha còn kết hợp về thăm nhà Kim Lý ở Thụy Điển. Dù không cùng huyết thống, song Sue Bell vẫn tận hưởng kỳ nghỉ vui vẻ, ấm cúng bên gia đình Kim Lý. Hồ Ngọc Hà cũng thoải mái khoe con trên mạng xã hội. Trước ý kiến cho rằng cặp song sinh bị mang ra để kiếm tiền khi nhận lời đóng quảng cáo, Được ca sĩ thẳng thắn cho biết chuyện đóng quảng cáo ở lứa tuổi nhỏ, thứ nhất không phải cái gì cũng quy ra tiền và không phải ai muốn đóng quảng cáo cũng được nhé mọi người. Thứ hai, mỗi trường hợp một khác, mỗi đứa trẻ một cách sống, từ định hướng của cha mẹ. Thứ ba, bớt đánh giá và phán xét cho cuộc sống vui vẻ. Xin cảm ơn các fan quan tâm và ủng hộ. Hồ Ngọc Hai cho con tiếp xúc với giới giải trí từ nhỏ để các bé dạng dĩ hơn.